Đứng cho anh nhìn máy ảnh nhá, cho đếm này, cứ về ghi đếm ạ. Để cho ốt pháo đã. 30 cả gia đình nhá, 1, 2, 3. Bắn luôn được anh ạ. Rồi, 1, 2, 3. Xin ạ. Xin ạ. Xin. Ốt ra. Bị xịt pháo. Anh Long, nhìn đằng trước nhá. À, mọi người đây, anh Long đây. Hello. Tươi không? Bắn úp pháo dưới. Ồ, hôm nay cũng là ngày sinh nhật anh Long luôn mọi người ạ. Hôm nay là ngày rất đặc biệt luôn. Vừa là ngày lên hỏi anh, vừa là ngày sinh nhật của anh, sang tuổi 32. Cụ cười tít vào mắt mà. Vào trong. Đây nhá, này. Pháo luôn đâu rồi anh? À, đây rồi. Nha. Cưới không thể tụi có ạ. Rực rỡ. Ăn hỏi anh ạ. Hôm nay ăn hỏi là ngày sinh nhật anh em luôn. Thank you nhá, thay mặt anh Long thành thank you, cảm ơn tất cả mọi người nhá. Phá lời nguyền của cụ 40 tuổi mới lấy vợ. Đây nhá. Nhá. Ui, xinh nhất cả đất. Anh Long giảm 6 cân bạn ạ. À. Giờ là vào đình ăn xin dâu luôn. Vâng. Rực rỡ, phải thật rực rỡ. Thôi. Mình phận ăn cháo đi sau đó. Ôi. Thank you nhá, thank you hết cả mọi người nhá, thank you 3K5 nhá. Đây. Thank you mọi người nhá. Anh cứ tí ở mắt mà. Mọi người chết vừa rồi nhá. Trung mẫu ơi, mày quay nào, 1, 2, 3. Bắn đi. Tí đâu mọi người ạ. Ra cổng hoa cho đẹp. Ê, em ơi, tiến lên cổng hoa đi. Cháu ba. Sao bây giờ xếp cái không?
Mọi người cứ đứng vào thì. Đây là cổng của cho em xin sang lại bên này. Đây đứng sang lại, bố đứng hẳn đây. Đấy thế. Mẹ đứng lụt đấy thế. Rồi, căn rồi, căn rồi. Nhá. 1 2 3 lại nhá, lại nhá. Được rồi, hai bạn vào trước đi. Đấy lên trước đi, lên trên đi. Đấy. Thằng chắc một lên đi, lên đi. Chuyến lại tiếp ở đây lại lửa nữa. Từ đầu cuối chín cái này. Không là đấy thì từng thiếu chết đấy. Đấy. Vào đi hai bạn, vào đi. Tiếp. Thôi mình nhìn ảnh nhá. Cô ơi, nhìn con, nhìn con. Cô có đếm vào 1, 2, 3. Quay cái lên ra đây một tí, quay mặt lên ra đây. Rồi đúng rồi. Cô ơi, cô có lại nhìn cháu ạ. Mẹ ơi, nhìn vào cam, nhìn vào đây. Nhìn mẹ ảnh ơi. Tiếp. Mình nhìn mấy ảnh ạ, 1, 2, 3. Rồi ạ, có 10 ạ. Anh nhớ chạy qua thì cứ chạy nhé. Rồi ạ, cho mình lại chuyển kia tiếp nhé. Rồi ạ. Rồi, cô lại nhìn cháu tiếp nhá. Rồi, cháu xem họ 1, 2, 3. Cảm ơn chú. Cô cái tay cô đưa ngang bụng. Hai bạn đứng sang chú rể tí đi. Đứng sang kia chú rể. Đúng rồi, 1, 2, 3. Tươi nào, tươi nào. Tươi. Ôi gì? Anh Công hả? Thank you nhá. Thay mặt anh Long cảm ơn tất cả mọi người nhá. 5.5k rồi. Không có em quay em đứng thẳng quay lại. Chú bờ ấy rồi, chú bờ già vào nhà rồi. Nhìn đây nhá. Bố mẹ đi lên trước đi. Bố mẹ phải đi lên trước chứ. Cháu là bác nha mẹ. Cháu á. Lác gì, em vừa mới đăng ký 3G đầy đủ đấy bà chị ơi. Căn bản là do đông đấy. Anh chụp đi, bảo người ta chụp cho. Để nhá, để nhá. Rồi cho các bác uống nước. Rồi,
đồng. Ui, nhìn đại tỷ á. Đây, 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 ngồi chụp không anh, lên cho ngồi. Tôi làm kiểu đứng với vịt này, gọi vàng này, vàng này, đây. Mang đô lát kiểu mọi người. Ui, ngồi quá. Hôm nay là ngày đặc biệt mọi người ạ. Vừa là ngày ăn hỏi của anh, cũng là ngày sinh nhật, bước sang tuổi 32. Người anh vợ chồng rồi, quả này hết đấy rồi. Tặng quà tặng đồ quá. Quả này anh mình lấy vợ, anh mình hết chiều Vic đi bóng rồi. Ôi dồi ôi, hai ma đam đấy. Vừa rồi 45k5 là còn đỡ, còn giảm được đấy. Đây nha. Đâu mà mọi người 38.000 đấy. Không, vừa rồi 5k5. Như vậy chưa, đây. Đông. Rất vui nha. Đại ca hả con? Không. Con gì lương này đúng không nhỉ? Con bé phải con gì lương không nhỉ? Chị đứng xuống đây chị, em vui. Đứng đây chứ rộng, thoải mái. Dung ơi, lên đây thỏa giãn như gì nữa. Người vào hết đằng sau rồi. Đây, mình đi vào theo sau. Các bạn quan đây, các cô, các chú đây. Rồi đi vào đằng sau mà thôi, vào đằng sau. Chỗ bên đấy là đoạn gần như bàn, gần bàn ăn thì phải. Sạp đi qua bên. Chào đâu cô, hôm nay cô xinh. Anh Toàn đây này, đâu anh Toàn đây này. Đấy, chào anh Toàn đi. Bạn chào, chào anh Toàn chưa? Mọi người hỏi em hả? Này, là phía xô à? Chào ở nhà. Đó, hơi bị vỡ. Vỡ ảnh. Mặt đỏ đấy nhở? Nó bị vỡ. Ngoài cam mở chưa lau cam trước, lau mỗi cam sau. Mình này. Ôi, nó đi đến đâu rồi? Mình. Mày cái tay máy gì đấy? Ai à, đồ em gì? Có bao nhiêu trong kia hết nè. Đây. Sao quay á? Nhẹ. Đây. Đó. À đây. Đoạn bên dạp bên đằng nhà gái nhá. Cho em vào em quay với. Cho em vào em quay tí. Cho em vào em quay. Cho con vào con quay với bác. Quay đi. Rồi, cảm ơn bà. Long ấy xin phép bố mẹ lên lễ ra tiền đón vợ. À. Đấy, lên đi con, đưa hoa lên. Đấy. Ông bà đi trước, ông bà đi sau. Lên để bán sao con thế sao? Bán sao con đấy. Đấy, ông bà đi bán sao con cho nhau đi. Đấy, bên lề đi, bà Chiến ơi. Đấy, anh đi lên đón chị đấy. Bà đi mặt cao, bà Chiến ơi. Đây bà Quyên đây, bà Chiến đang nhận mâm cao. Để lên đấy bê rồi đây. Đấy bà đứng đây để em bê bà bê bà sao. Bà Quyên đứng đây. Giờ bắt đầu lên đón đây mọi người ơi.
con nào nó theo theo con đấy. Đây là quay hay là lời đấy hả? À, quay à? Hay không? Ông bà ơi đi. Đẹp quá. Ông Thanh đi sát vào bà Quyên đi. Được rồi. Ờ đi đấy. Được rồi, tôi rồi mời ông bà lên đi ạ. Đi đi. Đấy. Đi luôn đi chị em. Đây đi là cửa sổ thang máy đi, thằng này luôn. Đấy. Đấy. Đấy lên đón luôn đó bạn em, lên chụp đi. Tay lên rồi đi. Tôi nhìn con lại, tôi biết đấy ạ. 1, 2, 3. Không cái gì đâu. Mọi người vào lại đi, mọi người vào lại. Cam nét rồi mọi người ơi, vào lại đi, dốc lại đi. Vừa rồi nó bị mờ mọi người ạ, mọi người thông cảm. Với cả vừa rồi bị dưới tầng nên thiếu ánh sáng, đi thang máy nó bị mất sóng nữa. Rồi mọi người vào lại nha. Đúng rồi bạn ơi. Vừa rồi là bị mất sóng. Mất sóng với cả bị trong ánh sáng thiếu. Cho đến người ta thì mình cứ sau đầu làm lễ một cái nhá. Dạ 1, 2, 3 lễ ạ. Dạ được rồi ạ. Thank you, cảm ơn tất cả mọi người nha. Vừa đăng ký mạng với mọi người ơi, ở đây đông người nên mọi người hết sức thông cảm. Đi thang bộ, đi thang bộ. Hộ mất sóng, không phải đâu. Tao đi vào đâu hội đình đấy chắc. Ở đây ai xem 95 đấy? Đâu, ai 95? Ai 95 lớn nhất? Anh này à? Anh này 95 à? Anh con chụp cua bác thù trông thay thật á? Đi ở trên gió chả tin. Thật không ạ? Cầm cái tàm, xong dẫn bài em ạ.
Hôm nay lễ ăn hỏ đấy mọi người ạ. Không chịu. Thì không bao giờ chị mặc váy. Dân Hà Nội. Ở đây là ăn hỏi mà. Ủa sao nhiều trên cái cộng đồng mạng này comment những cái câu thể thật sự thế. 22 tháng 11 lịch dương nhá anh nhá. Mới đã cưới. Đây đội hình Bechat đây, ai chưa người yêu không? Đây, đây đội hình Bechat đây mọi người ơi. Đây bản thân mình cũng chưa người yêu luôn. Đây phải xuống anh nhá, có đi xuống nhá. Cô à? Đây tầng 2 phải không ạ? Xuống nữa mới là tầng 1. Cho em mà quay với. Mẹ mới nhớ. Đấy, mẹ cho ngồi đi. Ngồi cho mẹ ngồi nữa. Ông bà Thanh rồi. Mẹ ơi cho con mèo đi. Ông Thanh cho chung bà đi. Để cho con ngồi chung bà. Ờ. Nhai ở hả bạn? Mình em rồi đánh lòng quá. Đó. Có nhỉ. Đây anh Long dầu khí đấy thôi. Ở đây là ăn hỏi nhá mọi người nhá, chưa phải là cưới, đây là lễ ăn hỏi nhá. Cáp ghi rõ 1-1 rồi mà lệ các vàng. Hành Long ơi tươi nhá, lên bé chết tươi. Cầm từ lấy rồi mỏi tay bà ấy, lạy bà. Cầm lấy rồi tiếng đồng hồ cầm mỏi thế này.
Đến giờ là anh chị đi. Các con nói nhỏ lên bên các mẹ già để gặp các con này xá nhé. Thank you.